Rồi, ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Dạo này mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì cái video lần trước mình có nói về việc mình đã mua một em Flycam DJI Mavic Mini đó anh em. Thì không phải là DJI Mavic Air hay là DJI Mavic Pro hay là DJI Mavic Mini 2 ha, mà là DJI Mavic Mini. Thì con DJI Mavic Mini này nó có cái giá rất là tốt cho tới thời điểm hiện tại, nhưng mà con DJI Mavic Mini này nó có một cái nó có tồn tại rất là nhiều cái nhược điểm á. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn các anh em cách mà để mình hack, mình gọi là hack nha, để mình nâng cấp, mình chỉnh sửa một vài cái thông số của DJI Mavic Mini để tăng cái khả năng như là kháng gió nè, rồi khả năng bay xa nè, hay là tăng cái khả năng chịu đựng hay là chiến đấu của em nó ha. Rồi ok, sau đây sẽ là phần intro. Rồi ok anh em, thì ở đây nè, mình có một cái ứng dụng tên là Drone Hack ha, dronehack.com ha. Thì để tải cái ứng dụng này, anh em sẽ vào cái trang web đó là drone hack.com ha. Anh em sẽ vào cái địa chỉ web đó là dronehack.com. Ok. Rồi anh em sẽ vào cái phần là tìm lấy cái mục download ha. Anh em sẽ tìm lấy cái mục download cái bản mà drone này ha. Thì cái file download này này mình sẽ cái link download đó mình sẽ để dưới cái phần mô tả ha, để cho anh em dễ việc dễ dàng hơn trong việc download nha. Và sau khi anh em download về á, ở cái màn hình chính đó, mình download được về nè đó, cái file là DHWinV1.14 này ha. Rồi anh em sẽ tiến hành mở lên cho mình ha. Thì tại cái giao diện này, thì đây chính là cái giao diện đầu tiên khi mình mở cái ứng dụng lên. Anh em không cần phải login, email, password chi hết, chỉ cần như vậy là được rồi. Bây giờ anh em sẽ tiến hành kết nối con Mavic Mini của mình vào cái máy tính của mình ha, thông qua cáp USB ha. Anh em nhớ là phải bỏ pin vào trong em nó rồi bật nguồn em nó lên ha. Tháo cái nắp bảo vệ gimbal này kia ra hết. Rồi mới tiến hành kết nối vô bật nguồn lên ha. Thì ok, mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà để kết nối nè. Rồi thì đầu tiên anh em cần phải cho pin vào trong cái máy bay của anh em ha. Anh em cần phải có pin ha. Anh em không có pin thì nó sẽ không có thể kết nối được với cái máy tính PC của anh em đâu. Chúng ta sẽ tiến hành lắp pin vào ha. Mình dưới cái nắp. Rồi tiến hành lắp pin vào. Bấm bật nguồn lên. Rồi, sau đó anh em sẽ lấy cọng cáp micro USB cắm vào đít của em nó ha. Em sẽ lấy cáp micro USB cắm vào đít của nó ha. Do là mình đang cầm cái máy quay cho nên là thao tác của mình nó hơi lòng còng chút xíu. Rồi, cắm vào xong. Anh em nhớ lưu ý là phải tháo thẻ nhớ ra khỏi cái con drone của anh em trước khi anh em cắm cáp và cái đầu nguồn lên ha. Nhớ tháo thẻ nhớ ra nha. Rồi sau khi anh em cắm cáp vào. Rồi sau khi anh em cắm cáp vào thì cái máy tính của anh em nó sẽ tiến hành ha, tìm cái con drone ha, tìm và kết nối con drone ha. Nếu mà cái phần mềm của anh em á mà nó dò hoài mà không vô á thì anh em có thể tắt và khởi động lại phần mềm ha. Rồi ok anh em, thì cái phần mềm nó đã kết nối được với em drone rồi ha. Phần mềm nó đã kết nối được với em drone ha. Đèn trạng thái trên em drone nó cũng sẽ vẫn bình thường thôi, nó không có gì thay đổi hết nha. Nhưng mà trên cái phần màn hình của anh em là cái thanh màu xanh xanh trượt trượt nó sẽ không còn nhúc nhích nữa. Vì lúc này anh em có thể vào được cái phần hack flash firmware nè và hack parameter ha. Đó. Sau khi anh em vào cái phần hack parameter này, nó sẽ tiến hành nó đọc cái thông tin của cái con
Flycam, con drone, con Mavic Mini của anh em lên ha, để cho anh em vào cái tùy chỉnh những cái phần thông số của em đó ha. Nhưng mà cái lưu ý của mình đối với anh em nè, thì trước tiên để anh em vào tùy chỉnh cái phần parameter, những cái thông số này nè, thì nó phần mềm này hoạt động được trên firmware mới nhất là firmware 500 luôn ha. Ngoài ra cái firmware cũ hơn thì đương nhiên nó sẽ hoạt động được, nhưng mình khuyến khích anh em là anh em sẽ rollback, anh em sẽ quay trở về firmware 400 cho mình ha, bằng cách anh em vào phần download firmware nè. Nó sẽ đưa anh em tới cái địa chỉ trang web của nó, của cái thằng mà ứng dụng drone hack này nè, để cho anh em download cái firmware xuống nha. Anh em sẽ download cho mình cái firmware 400 ha, để rollback từ cái firmware 500. Nếu anh em nào đang ở firmware 500 thì rollback trở về firmware 400 giùm mình ha. Đó, ở đây nè, anh em thấy cái phần mục chọn firmware nè, anh em sẽ chọn giùm cho mình là firmware 400 ha. Chọn aircraft ha. Chọn aircraft tức là chọn cái máy bay đó và bấm submit. Ok, rồi sau đó anh em bấm tiến hành download cái file firmware 400 về ha. Đó, nó sẽ hiện lên cái mục download về nè, anh em save cái firmware 400 này lại. Rồi sau khi anh em đã có được cái firmware 400 này, đây mình ví dụ ha, mình đã download rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ close luôn ha. Rồi anh em sẽ tiến hành chọn cái firmware 400 từ cái nơi mà anh em đã download về ha. Ở chỗ này chúng ta sẽ chọn thành cái file là TAG, nó sẽ hiện cái firmware lên. Mình ví dụ đây là firmware 400 nha, đây là firmware 500 nha, nhưng mà mình ví dụ đây là firmware 400. Anh em sẽ chọn vào, chọn Open. Rồi ok, sau đó anh em sẽ bấm vào Flash firmware ha. Ở đây mình flash rồi cho nên mình không có flash nữa. Anh em sẽ flash firmware. Và sau khi flash xong, cái máy bay anh em nó sẽ tắt. Anh em sẽ khởi động lại và làm lại cái bước như từ đầu đó. Khởi động máy bay lên, bỏ pin vô, rồi cắm cáp vô, thì anh em sẽ nhận ở đây là firmware 400 ha. Anh em sẽ nhận đây là firmware 400. Thì tại sao phải sử dụng firmware 400? Thì đơn giản, firmware 400 nó cho chúng ta nhiều cái thông số tùy chỉnh hơn ha. Ví dụ như đây là góc nghiêng nè, góc nghiêng này có thể chỉnh lên tới tận 60 luôn ha anh em. Đó, góc nghiêng này có thể chỉnh lên tận 60 luôn. Và những cái tốc độ tăng giảm này nè, sẽ nó rất là nhiều luôn. Còn cái firmware 500 á, nó đã bị DJI giới hạn lại là chỉ có tăng tối đa được một ít thôi, chứ không có được nhiều ha. Anh em cần rollback về firmware 400 cho mình ha. Rồi sau khi anh em rollback về firmware 400, anh em sẽ tiến hành tải cái file firmware 500 của mình. Đây là file firmware 500 của mình ha. Thì trong file firmware 500 này á, nó chỉ có bao gồm hai file như thế này thôi. Anh em sẽ tải về và tiến hành flash y như ban nãy. Đó, anh em sẽ vào mục hack và firmware nè, và chọn firmware. Rồi sau đó anh em chọn cái firmware 500 của mình ha. Chọn firmware 500 của mình. Rồi tiến hành flash như bình thường nha. Đây là cái bản firmware 500 đã được lược bỏ đi một vài cái thành phần ảnh hưởng tới cái phần mà parameter, những cái phần thông số nè. Nó sẽ báo là con drone của anh em ở firmware 500, nhưng mà những thông số thì được tùy chỉnh ở firmware 400 ha. Như vậy thì anh em sẽ có được những cái cài đặt mới nhất, những cái tính năng mới nhất của firmware 500, đồng thời giữ lại các thông số tùy chỉnh ở firmware 400 ha. Rồi ok, đó là cái phần mà kết nối nạp flash firmware. Thì chúng ta phải có cái firmware đầu tiên thì chúng ta mới có thể tùy chỉnh vào các thông số ha. Rồi anh em cứ làm xong cái phần này đi, mình sẽ hướng dẫn anh em tiếp tục những cái phần tiếp theo, với những cái phần về độ cao, độ nghiêng, độ kháng gió, rồi pin vân vân ha. Thì trong này cũng có một cái mục rất là hay, đó là cái mục pin. Pin thì mình có thể cho nó bay ở dưới 0% luôn ha, bay ở 0% luôn, giống như tương tự như DJI Mavic Mini 2 ha. Có nghĩa là trong một vài trường hợp khẩn cấp, pin anh em xuống 0% thì em nó sẽ không hạ cánh mà vẫn tiếp tục bay ha, để anh em có thể cứu được em nó về với mình ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video ha, và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt, đừng quên subscribe nhé.